Nấm là một trong những loại thực phẩm phổ biến, từ lâu đã được sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Do đặc điểm phát triển cần môi trường sạch khuẩn, vì thế bản thân các loại nấm vốn đã là những loại thực phẩm sạch, ít hóa chất kích thích tăng trưởng. Không chỉ là thực phẩm sạch, nấm ăn còn giàu giá trị dinh dưỡng. Trước hết, nấm có đầy đủ các axit amin thiết yếu như esulosin, leucin, ethionin, phenylalanin, threonin, valine, tryptophan, histidine. Đặc biệt, nấm giàu lysine và leucin, ít tryptophan và methionine. Tùy theo cơ chế trồng nấm mà hàm lượng đạm trong dinh dưỡng của nấm có nhiều thay đổi. Nhưng nhìn chung, lượng đạm, thành phần dinh dưỡng trong nấm chỉ đứng sau thịt và sữa, cao hơn các loại rau cải, ngũ cốc như khoai tây, bắp cải, lúa mạch và lúa mì. Thành phần dinh dưỡng trong nấm, bên cạnh chất đạm và khoáng chất sinh tố, thì còn có chất béo. Chất béo có trong các loại nấm chiếm từ 1 đến 10% trọng lượng khô của nấm, bao gồm các loại axit béo tự do, monofreeserid, diglycerid và triglycerid, sterol, ester, phospholipid và có từ 72 đến 85% axit béo thiết yếu, chiếm từ 54 đến 76% tổng lượng chất béo. Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nấm còn là loại thực phẩm rất giàu chất xơ. Tổng lượng carbohydrate và sợi chiếm từ 51 đến 88% trong nấm tươi và khoảng 4 đến 20% trên trọng lượng nấm khô, bao gồm các đường pentose, methylpentose, hexose, disaccharide, đường amin, đường rượu, đường axit. Vì thế, nấm là loại thực phẩm tốt cho người thừa cân, béo phì. Vitamin B3 trong nấm rất cần thiết cho quá trình sản xuất các hormone như hormone sinh dục nam và nữ và ngăn chặn những biến dạng của DNA, từ đó phòng ngừa nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, nấm còn là nguồn thực phẩm chứa năng lượng thấp lý tưởng cho các bệnh nhân tiểu đường bởi chúng không có chất béo, không cholesterol, carbon hydrate rất thấp, protein cao, nhiều chất sợi, giàu vitamin và các loại nước khoáng. Chất kháng sinh tự nhiên trong nấm giúp chống các loại bệnh nhiễm trùng. Calcium trong nấm tốt cho xương, sắt tốt cho những ai thiếu máu, kali giúp hạ huyết áp và selen trong nấm có thể thay thế cho nguồn protein động vật rất có ích cho những ai ăn chay. Ngoài giá trị cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nấm ăn còn có nhiều tác dụng dược lý khá phong phú như tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Các polysaccharide trong nấm có khả năng hoạt hóa miễn dịch tế bào, thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào lympho, kích hoạt tế bào lympho T và lympho B. Nấm linh chi, nấm vân chi, nấm đầu khỉ và mộc nhĩ đen còn có tác dụng nâng cao năng lực hoạt động của đại thực bào. Tác dụng thứ hai của nấm là kháng ung thư và kháng virus. Trên thực nghiệm, hầu hết các loại nấm ăn đều có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Với nấm hương, nấm linh chi và nấm trừ linh, tác dụng này đã được khảo sát và khẳng định trên lâm sàng. Nhiều loại nấm ăn có công năng kích thích cơ thể sản sinh interferon, nhờ đó ức chế được quá trình sinh trưởng và lưu chuyển của virus. Ngoài ra, nấm ăn còn có tác dụng điều tiết công năng tim mạch, làm tăng lưu lượng máu động mạch vành, hạ thấp oxy tiêu thụ và cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim. Các loại nấm như ngần nhĩ, mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đen, nấm đầu khỉ,
nấm hương, đông trùng hạ thảo đều có tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu, làm hạ lượng cholesterol, triglycerides và beta lipoprotein trong huyết thanh. Ngoài ra, nấm linh chi, nấm mỡ, nấm sơm, nấm kim châm, ngần nhĩ, mộc nhĩ đen còn có tác dụng làm hạ huyết áp. Không những thế, nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều loại nấm ăn có tác dụng giải độc và bảo vệ tế bào gan rất tốt. Ví dụ như nấm hương và nấm linh chi có khả năng làm giảm thiểu tác hại đối với tế bào gan của các chất như carbon tetrachloride và thioacetamin prednisone, làm tăng hàm lượng glucose trong gan và hạ thấp men gan. Nấm bạch linh và chư linh có tác dụng lợi niệu, kiện tỳ, an thần, thường được dùng trong những đơn thuốc đông dược điều trị viêm gan cấp tính. Khá nhiều loại nấm ăn còn có tác dụng làm hạ đường máu như ngần nhĩ, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi. Cơ chế làm giảm đường huyết của đông trùng hạ thảo là kích thích tuyến tụy bài tiết insulin. Ngoài công dụng điều chỉnh đường máu, các polysaccharide B và C trong nấm linh chi còn có tác dụng chống phóng xạ. Ngoài ra, nhiều loại nấm ăn còn có tác dụng an thần, trấn tĩnh, rất có lợi cho việc điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Gần đây, nhiều nhà khoa học còn phát hiện thấy một số loại nấm ăn có tác dụng phòng chống AIDS ở mức độ nhất định thông qua khả năng nâng cao năng lực miễn dịch của cơ thể. Từ nấm có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Trong đó, các loại nấm tươi xào với thịt gà là món ăn có cách chế biến nhanh, đơn giản, nhưng những lợi ích mà chúng mang lại cho sức khỏe không hề nhỏ. Chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn về cái cách chọn nấm và cái cách chế biến món ăn từ nấm. Các bạn lưu ý là nấm là món ăn rất là bổ dưỡng, rất là tốt và là một loại thực phẩm rất là sạch. Thế nhưng cũng không có thể là ai cũng có thể là biết là cách chọn nấm như nào để cho nó an toàn và chế biến làm sao cho nó phù hợp. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái trước tiên là cái cách chọn nấm. Chúng ta nên chọn những cái loại nấm mà chúng ta thích như là nấm hương, nấm đông cô, nấm hải sản hay là nấm sò hay nấm bào ngư tùy. Thế nhưng cái cách chọn nấm là chúng ta phải chọn những cái nấm tươi, không bị dập nát hoặc là cái mùi nó nếu như nó bị hôi là các bạn không nên chọn. Đặc biệt là cái loại nấm mà nó có những cái đốm trắng mà nó có cái hương vị khác thường thì chúng ta có thể là không nên mua. Và lưu ý là chúng ta chọn những cái nấm mà nó có những cái cơ sở sản xuất nó rất là đảm bảo, rất là tốt. Và sau đây chúng tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn là cái cách mà chế biến những món ăn từ nấm. Chúng ta có thể là mua về chúng ta có thể làm ăn lẩu chẳng hạn, hoặc là chúng ta xào như là thịt bò, thịt gà. Thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn món ăn bổ dưỡng từ nấm là gà xào nấm thập cẩm. Thế thì nguyên liệu của cái món gà xào nấm thì chúng ta có thể dùng gà nuôi gà công nghiệp để cho nó mềm, hoặc chúng ta có thể dùng gà ta cũng được. Thế nhưng chúng ta nên chọn những cái chỗ nào nó nhiều thịt và nó mềm. Thế thì một chiếc nuôi gà công nghiệp, và chúng ta có thể chọn nguyên liệu phụ gồm là nấm đùi gà, nấm mỡ hoặc nấm hương. Thế chúng ta cộng thêm với các gia vị kèm theo thì nó gồm có những quả ớt chuông hoặc ít cà rốt để cho nó tạo cái màu sắc lên, nó cũng là rất là tốt. Và nguyên liệu thì như vậy, thế thì chúng ta có thể là trước tiên chúng ta có thể là lọc đùi gà và thái miếng con chì hoặc là quân cờ gì đó để chúng ta tẩm ướp gia vị, và chúng ta để ngấm khoảng 10-15 phút. Thank you.
Sau đó chúng ta sẽ như là cho một chút mình chính là lên dầu hạt, sau đó chúng ta phi thơm hành khô lên, và sau đó chúng ta xào săn gà lên, chúng ta đổ ra một cái bát. Sau đó chúng ta tiếp tục lại phi thơm ít hành khô và chúng ta cho nấm và xào qua chín tới, và sau đó ta đổ gà và xào đảo đều lên là chúng ta có thể được một món ăn rất là ngon. Ta không nên xào cùng với gà vì là nấm, bởi vì gà nó chín rất là lâu. Thế nhưng mà để mà xào cùng thì nấm nó sẽ nát, ăn sẽ mất ngon. Xào nấm riêng và nấm chín tới bắt đầu chúng ta đổ thì gà và chúng ta đảo đều lại, và sau đó chúng ta cho ra đĩa. Bởi vì như thế thì nó sẽ giữ được cái độ giòn của nấm và nấm sẽ không bị nát. Thực ra thì cái nấm nó cái vị của nó hơi đậm hơn các loại rau. Đấy, thế thì chúng ta cũng nên chế biến là chín tới, chứ không nên chín quá, nó nhũn, nó sẽ không ngon. Nhưng mà nếu mà để nó vẫn còn tái thì ăn có thể là nếu nó cũng không ảnh hưởng đấy. Nhưng có cái là có những người mà cái thích cái sự thích nghi người ta nó không tốt thì nó có thể là sẽ gây khó chịu. Đấy, đặc biệt là như vậy. Thế thì chúng ta nên chế biến chín hẳn đi cho nó tốt.